ta thắc mắc là ở trong đấy có cái gì vậy à. Con nào con đấy cắm đầu vào đấy cái gì vậy? Đấy, con nào con đấy cắm đầu vào đấy. Cho tôi nhìn xem dưới này có cái gì vậy à. Làm gì có cái gì? Nó hờn gì đấy? Không phải, nó đang chơi trò. Mình không thấy nó thì nó cũng thấy mình. À, tức là mình không thấy nó thì nó cũng không thấy mình. Trốn tìm. Cắm đầu vào làm gì vậy? Không thấy gì cả. Ừ, không thấy gì cả. Ở đây đi đâu? Cắm đầu vào. Đấy, ở đây đi đâu? Toàn thấy thịt đâu mà. Chẳng thấy cái gì cả. 1, 2, 3, 4, 5, lắm thịt đấy trời. Thấy đi. Ừ, không hiểu ra chúng nó nhìn cái gì trong này giống vậy. Mày nhìn vào đây xem có gì không? Thế mày vào đâu đấy? Hả? Chị bảo vậy. Tao bảo thế mày cũng làm à? Ăn thì khôn thế. Con này không biết. Con này gì nhìn chăm chú vậy? À? Đấy đi mình ơi. Ngủ bố nó rồi sao? Ngủ mẹ rồi. Ngủ ơi. Ôm mặt vào thùng quần. Sao chảnh không? Mình ngủ tư thế của mình cũng phải lạ. Cái đàn này tao thật tao buồn cười quá mất rồi. Có thấy đi đâu? Không thấy gì. Không có gì cả, chỉ thấy thịt thôi. Toàn thịt. Ông này nhìn này, ui dồi ôi. Mông. Lắm thịt thật sự, mà công nhận đấy. Tao chưa thấy đàn nào đẻ như đàn này. Đủ cả 4 màu luôn mẹ ạ. Tao nói thật luôn nhá, con lợn này nhá, con này mày ăn con lắm mà sao bây giờ mày béo, mày nhìn cái mặt mày xem. Cứ như kiểu ai vừa ăn trộm ăn cắp gì của nhà mày cũng bằng ấy. Thật, hay là ai ăn hết của bà nội bà ngoại nó. Hay làm sao mà nhìn mặt nó này. Này, mày nhìn cái mặt mày xem. Mày xinh gái mà nhìn cái mặt như thế này thì ai dám yêu hả con? Mày nhìn cái tướng mày nữa đi. Ôi chao ơi, nhìn nó ngồi. Đúng như kiểu ai ăn hết của bà nội bà ngoại nó vậy. Chao ơi, đấy là bắt đầu nói đâu là bắt đầu tính cho tiên lại quay ra kia nó cắm cái đầu kia đấy. Trời ơi. Ăn giết bập thay không làm cái việc gì. Thế mai dậy đi mình dậy đi xem cái mặt nó nào. Cái mặt nó nào. Còn con này thì như công chúa ấy nhỉ. Ôi dồi ôi, như công chúa ngồi trong rừng ấy. Cái coi sao cái bọn nó lủi thật đấy. Ôi lủi dã man luôn. Tao nói có sai đâu, tao nói không hề sai một tí nào luôn. Cứ nói là bắt đầu nó lại quay đầu nó cắm vào đầu kia. Nó cắm vào cái góc đấy à. Cảm giác như đang chơi trò. Mình không nhìn thấy nó thì nó cũng không nhìn thấy mình. Nào, đấy đây. Quay đây. Đi ra đây chị Trần. Nhìn cái mặt ra này. Đấy, bắt đầu đấy. Đấy. Này, đi ra đây sẽ là hờn dỗi thế giới hả con? Quay đây. Rồi, đấy, cứ không thích cơ. Ra đấy. Nhìn cái mặt rất là xinh gái, nhìn cái mặt rất là. Ôi dồi ôi. Kinh không? Nhìn cái mặt gớm không? Mình chảnh chó lắm, không vừa đâu. Chảnh chó lắm. Đấy, mày lại chui vào kia đi. Tao biết ngay mà. Cắm đầu vào. Thật sự cái đàn này nó làm sao ấy. Đàn này thế nào ấy, như ở vừa mới được ra ngoài giải ngố hay sao ấy. Mà chào các em đi con. Bọn này nữa. Hiền lành thánh thiện thế này chứ lệ. Dậy đi con. Đợt, dậy đi. Nhỏ cái mặt ra đây, người ta nhìn nữa à. Coi con này con kia dậy. Dậy đi con à, nhòm cái mặt ra đây. Lòi cái mặt ra đây à, cho người ta nhìn cái mặt cái nào. Hờn dỗi. Mình dậy đi. Mắt, dậy. Quay mặt ra đây. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Công chúa ngủ trong rừng à. Đấy. Hờn dỗi lắm cơ. Dậy chưa, tỉnh chưa? Khổ thân thằng bé. Ngủ lắm rồi đấy, thôi ngủ tiếp đi. Ôi dồi ôi, ông cong ông cố ông cắm đầu ông vào kìa. Trời ơi à, trời ơi, chúng mày làm cái gì vậy? Ôi cái gì nhỉ? Ôi tụt mông con. Tụt. Cái đàn này nó làm sao vậy? Hội những người hờn dỗi. Ôi dồi. Ông sao? Sướng rồi không? Thế này có cái gì không nhỉ? Thêm mày nữa đấy cò ạ. Chẳng có cái gì ở đó chúng nó. Đâu, ai đã làm gì nó đâu. Khổ thân. Đây, mà đây. Đi đây. Đây. Nhìn này. Cứ mua lần này thì thả ra mà nó đái đi ra con khác đấy hả con? Cứ thả ra là đái ra người nó con khác bao nhiêu lần rồi không chừa? Ra đây. Ngồi im đây. Sao cứ đái như thế hả con? Mày đái không? Cứ chó đến đây tắm spa tắm xong rồi mày lại đái ra, tao lại phải spa lại. Tao là phải làm lại trốn. Mày không bao giờ mày chơi được với con nào luôn, thật đấy, mày nhây kinh khủng luôn đấy. Mày định đi không? Đi ra đây. Ra đây. Đi ra đây. Nhây ra đây. Lần đi mất đấy. Mày mà lên một bước cầu thang nữa tao chặt chân mày. Mày lên đi. Đấy, bắt đầu phản ngồi đấy. Mày tưởng mày bé lắm ấy. Trốn nữa. Bé lắm ấy mà. Khổ thật sự luôn. Mày nhìn thằng em mày lên. Nó ngoan bao nhiêu thì mày nhịn bấy nhiêu mà thật. Đấy, ui dồi, con gần mày cũng ngồi đấy. Lên thủ ăn phát đã. Thằng em ngoan bao nhiêu thì